Xin chào tất cả các bạn thân mến, tôi tên là Mai Thụy Thùy Trang, hiện là giảng viên của bộ môn kế toán tài chính tại trường Đại học Hoa Sen. Hôm nay tôi rất vui để giới thiệu đến các bạn về ngành học kế toán tại Đại học Hoa Sen. Trong suốt thời gian học tập 4 năm tại ngành kế toán của Đại học Hoa Sen, các em sẽ được trang bị những kiến thức chuyên môn về lĩnh vực kế toán, nè, tài chính, nè, thuế và cái hệ thống thông tin trong doanh nghiệp. Với cái lượng kiến thức đó thì trang bị cho các em cái kiến thức chuyên môn vững chắc cũng như là những cái kỹ năng nghề nghiệp. Trong suốt quá trình học tập thì chúng ta thường xuyên làm việc nhóm cũng như là thuyết trình ở các cái môn học. Và điều đó thì giúp cho các em đáp ứng được với cái yêu cầu làm việc khắt khe tại các cái doanh nghiệp trong nước cũng như là quốc tế. Ngành kế toán tại Đại học Hoa Sen có hai chuyên ngành chính, đó là chuyên ngành kế toán và chuyên ngành kế toán kiểm toán. Sau năm học đầu tiên thì các em sẽ được hướng dẫn để lựa chọn chuyên ngành học của mình. Một điểm thuận lợi cho các em là tất cả các môn học chuyên ngành của chúng ta sẽ đều được học bằng tiếng Anh. Một cái điểm rất lớn cho các em về cái việc tìm việc về sau này. Theo thống kê thì tỷ lệ sinh viên có việc làm trước khi ra trường của ngành kế toán tại Đại học Hoa Sen đều lớn hơn 80%. Và hiện thì các bạn đang công tác trong các cái công ty lớn như là Big Four hoặc Unilever hoặc là Pepsi. Điểm nổi bật của ngành kế toán tại Đại học Hoa Sen là được xây dựng dựa trên các cái chương trình phát triển của Anh, của Mỹ và của Úc cũng như là có tích hợp với các cái chứng chỉ quốc tế ACCA hoặc là CBA. Ngoài ra thì cái chương trình học của ngành kế toán tại Đại học Hoa Sen thì đã được đạt được cái chứng chỉ về kiểm định chất lượng ACBSB của Hoa Kỳ. Để tiếp thu những kiến thức từ cơ bản cho đến nâng cao, các em sẽ được đào tạo từ đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán, đã và đang làm việc tại các tập đoàn và doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Do đó, các em sẽ được tiếp thu những kiến thức thực tiễn và cập nhật mới nhất theo xu hướng toàn cầu. Học phải đi đôi với hành. Trong suốt thời gian học tập tại trường Đại học Hoa Sen, các em sẽ được học tại những cái lớp học mô phỏng về cái công tác kế toán thực tế trong doanh nghiệp, cũng như có những cái chuyến đi thực tế tham quan đến doanh nghiệp trong nước cũng như là ngoài nước. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể tham gia vào câu lạc bộ kế toán, kiểm toán để các bạn được trải nghiệm những cái sinh hoạt chuyên ngành và các cái hoạt động ngoại khóa rất thú vị cho cái công việc thực tế sau này cho các em. Và đặc biệt đó là các bạn có thể tham gia cái thị trường chứng khoán thật tại cái trường Đại học Hoa Sen. Tương lai thuộc về những con người ưu tú và bây giờ chúng tôi mang đến cho bạn cơ hội học tập, làm việc trong môi trường quốc tế thông qua chương trình học của ngành kế toán tại Đại học Hoa Sen. Để thành công trong nghề, các bạn sinh viên cần phải học tập không ngừng và Hoa Sen chính là nơi để các bạn thực hiện đam mê của mình.